Vì nghèo nên mình không dùng bản quyền, thay mặt rất nhiều người ngoài kia xin lỗi vì làm cho các bạn khó chịu. Tại sao phải dùng bản quyền, trong khi với nhu cầu ít ỏi thì chỉ cần lên mạng xem lộ cho xong. Vậy có phải những người thừa tiền thì mới mua bản quyền hay không? Quạt quạt. Ok, bây giờ đi vào nội dung, mình cho các bạn biết là một con đỗ nghèo khỉ làm YouTube chỉ vì đam mê như mình thì hàng tháng tiêu bao tiền nhá. Mình đã tốn tầm khoảng là 260.000 cho Netflix này, chia sẻ với vài anh em khác trong gia đình. Spotify là 59.000 một tháng, mình mua gói một năm. Chơi 300k một năm để sử dụng được YouTube Premium này. Sương sương thì mình đang tiêu rơi vào tầm khoảng là 200.000 để phục vụ cho các cái nhu cầu giải trí của mình. Và các bạn biết không, khi mà anh em đang điên cuồng đi tìm các dịch vụ lưu trữ miễn phí, bởi vì sao? Google Photo không còn free. Vâng, nhưng mà mình thì bình chân như vậy, bởi vì mình không có gì phải lo lắng cả. Thành thật mà nói, các dịch vụ miễn phí của anh em thì lúc nào cũng có nhiều, nhưng mà nó toàn kiểu server của Nga hay các cái app lạ lạ này. Và các bạn phải hiểu là tiền nào của đấy. Khi mà mình bỏ tiền ra dùng tất cả những cái dịch vụ vừa rồi, mình không phải lo là đi tìm phim đẹp ở đâu, mình không phải lo là sợ bị hack hay bị virus các thứ tinh, hay là quá nhiều quảng cáo trong quá trình chúng ta sử dụng. Nhà tôi bao đời nghèo khó, đến tôi thì nghèo dễ, quảng cáo đỡ bực mình trên YouTube luôn. Rồi, nhưng mà trong cả công việc mình cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua một số app trong khả năng của mình thôi. Ví dụ như Office, Microsoft 365 chẳng hạn. Các bạn biết không? Ui, tại sao mày lại đi bỏ tiền dùng một cái app hoàn toàn có thể crack free? Và kiểu gì anh em sẽ comment như thế ở bên dưới video này và nhiều cái khác nữa. Nhưng các bạn phải hiểu rằng là khi mà mình bỏ ra cái số tiền mà sử dụng Office ấy là tầm khoảng là 80.000 một tháng. Mình còn giải quyết được một bài toán nữa, đó là lưu trữ, bởi vì mình còn tặng 1T OneDrive, mình nhấn nhận bạn là 1T. Mà với những cái máy tính Windows anh em sử dụng là OneDrive có thể tích hợp sẵn để đồng bộ dữ liệu liên tục rất tốt luôn. Còn anh em mà chưa tin, nghe mình chia sẻ thêm này. Thứ nhất là cái Google One mà mình đang dùng ấy, nó rơi tầm khoảng 46.000 một tháng. Thì do cái email công ty đã đầy, mình bắt buộc phải mua cái này. Và ngoài ra mình có thể để lưu trữ. Và nếu mà muốn sử dụng tốt nhất thì mình sử dụng các cái dịch vụ Google Docs có thứ tinh. Nhưng mà cái này không bao giờ có cửa so với lại những cái Office chuyên nghiệp như 365. Và với Microsoft OneDrive thì mình sẽ chi ra là 42.000 một tháng, cũng sẽ cho là được 100GB. Ok, nhưng cái này chỉ là lưu trữ thôi nhá. Đó, còn cái cốt lõi là tại sao mình mua cái này, bởi vì nó có Office 365 để bản quyền. Với một người sáng tạo như mình, đây, mình sẽ viết nội dung liên tục là từ ở trên điện thoại này. Sau đó các bạn biết là mình sử dụng ở trên cả máy tính, mình sử dụng laptop, thì Office 365 nó thực sự là hữu ích và nó phong phú cho công việc. Chứ nó không chỉ có lưu trữ là đám mây. Và anh em sẽ rằng các bạn pro ở mọi người lên YouTube tìm cách crack ở trên laptop, trên máy tính. Nhưng người dùng cơ bản không phải ai cũng rảnh để mà làm như vậy. Thêm một điểm nữa, đó là khi dùng bản quyền thì cái việc update hỗ trợ rất ổn định. Chứ crack bây giờ ra bản mới các bạn phải chờ crack, hay thậm chí những ứng dụng bản quyền được sử dụng một số tính năng. Ví dụ như nhé, PowerPoint anh em có hay dùng không? Mình sử dụng cái 3D model giúp cho cái bài trình chiếu của mình sẽ sinh động và thú vị hơn. Hay là có những cái template từ design idea nhìn rất hấp dẫn, chỉ việc add vào mà dùng luôn. Cần gì mấy đứa design nữa, đấy bây giờ mình đi trình chiếu đối tác thế là xong, quá dễ. Ngoài ra các bạn phải hiểu nhá, anh em crack ở trên máy tính nhưng iPhone, iPad nó không có app crack. Tức nghĩa nó vào một cái nó yêu cầu anh em đăng nhập tài khoản 365 của mình vào luôn, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình rất là bực mình nếu mà mình không có app bản quyền thế này. Sau khi chỉ một lần mình mua, mình có thể sử dụng on off từ trên điện thoại, từ sang máy tính, laptop các kiểu. Và ví dụ như mình cá nhân nhá, thì dùng cái gói personal với mức giá là 1.290.000 một năm. Khoan, cái đấy không nhiều, quan trọng anh em tìm những cái deal nó ngon. Ví dụ như là Tiki Trading giảm con này là còn 990.000 một năm. Tính ra các bạn chỉ mất 80.000 một tháng. Mà các bạn có gì? Office 365 sử dụng mọi thiết bị. Các bạn có 1T để lưu trữ mọi dữ liệu mà có thể đồng bộ liên tục ở trên cái máy tính của chúng ta. Đó, nó chỉ bằng 2 bát phở mà thôi. Mà ăn cái bát phở nhà thằng Tân một cú nó chỉ được 1 bát thôi. Thật sự luôn. Và mình tham khảo cho anh em rất nhiều các gói, ví dụ như thế này. Personal thì cũng không cần nói về độ ngon rồi. Còn mấy gói Family là một gói rất là tuyệt vời anh em dùng chung với nhau. 1.690.000 nhưng sale còn 1.390.000. Trung bình là 115.000 một tháng. Mà cái gói này là chia sẻ 6 người. Thế nghĩa mỗi người chỉ mất 20.000. Vừa dùng full option cho các bạn kèm với cả dịch vụ lưu trữ. Đây là một gói quá tuyệt vời cho các bạn học sinh sinh viên. Vừa tiết kiệm này. Và các bạn có được tận dụng được tối đa các chức năng. Các bạn có thể nhiều những cái lựa chọn về PowerPoint khi đi làm. Thay vì các phải in ấn tài liệu dài cộp một đống tiền. Thì tin vui anh em. Với gương mặt đẹp trai này, tôi đã xin được cái code giảm giá 200.000 dành cho fan Verve Studio để ở link mô tả bên dưới, anh em có thể mua. Và các bạn phải hiểu rằng là cái vấn đề về dùng bản quyền ấy, các bạn cứ lấy quá nhiều lý do về việc là tôi không dùng bởi vì nó đắt về kia. Hãy thay đổi dần cái điều đó, bởi vì ngay cả lập trình viên Việt Nam bây giờ làm game ứng dụng họ cũng toàn làm ở bên nước ngoài. Tại vì sao Việt Nam ta crack nhiều quá, họ chán, không đem lại doanh thu, họ không muốn làm. Và cũng chia sẻ luôn, anh em muốn mua trực tiếp thì có thể đến rất nhiều cửa hàng phân phối của Microsoft 365 như từ Thế Giới Động, FPT, Nguyễn Kim, 7S v.v. và mấy mấy. Anh em có thể lựa chọn hoặc dịch bệnh này thì lên sàn thương mại Tiki, Shopee, Lazada đều đầy đủ luôn. Và thậm chí là còn có một số khuyến mại mức giá tốt hơn rất nhiều. Đó,
Và đấy là toàn bộ chia sẻ của mình về những dịch vụ bản quyền mà mình đang chi trả trong cuộc sống hàng ngày, và mình thấy nó hoàn toàn xứng đáng. Và anh em nghĩ sao? Các bạn có đang dùng bất kỳ một dịch vụ bản quyền nào hay không? Hãy comment cho mình biết. Ví dụ như hàng ngày mình đọc mấy cái video anh em bảo là cài mấy cái phần mềm YouTube van để skip quảng cáo cho bọn mình ấy, thì đấy cũng là một cái vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến những người sáng tạo nội dung chẳng hạn, cũng khá là buồn. Quạt. Có khi lên quạt app hoặc quạt video á, tiền affiliate còn cao hơn nhiều ấy. Nhờ. Thế người ta còn mở cả lớp dạy hóa rồi giải toán các thứ tình ở trên quạt nhỉ.